Ui chị Trang ơi, chị đi đâu mà ăn mặc xinh thế? Trời ơi, chị xinh không? Xinh. Trời ơi, chị đi chơi. Ui, đi chơi mà ăn mặc cái bộ nhìn đẹp thế chị. Ui, đẹp không? Đẹp, gọn dáng nhở? Hắt dáng không? Ừ. Eo ơi, bình thường gọi là eo thì to, đùi thì to, chân thì vòng kiềng mà mặc cái bộ lên nhìn nó người như kiểu là vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ về ấy nhở? Chuẩn, xinh nhìn người mà. Gọn hẳn luôn. Eo ơi, người bình thường có 1.5 mà nhìn như 1.7 không? Xinh nhỉ, nhưng mà bộ này nhá, vừa đẹp lại còn vừa xa lại còn vừa xinh này, chất thì chất tăm lụa Quảng Châu này, nhìn này co giãn sướng không này, sướng. Nhìn chất này, 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 ôi, này, có giãn chất này mềm lắm em ạ, mặc không nhăn, không nhàu, không xù, không dặm, không ngứa mà đẹp như này, trong mà biết giá bao nhiêu không? Đắt không chị? Bằng tiền một cái áo 235.000 một bộ. 235.000 một bộ thôi á? 235.000 một bộ mà mặc nó sang hẳn cả con người lên luôn đúng không? Ui. Bằng tiền một cái áo mà được cả bộ đồ, chị gà dạ cả trên cả dưới luôn, đỉnh không? Đỉnh. Đấy mà đặc biệt nha, mua hai bộ chị còn đang miễn ship đấy. Hai bộ miễn ship á? Đúng rồi, nhà chị có 3 màu nha, màu mà trên người chị là màu xanh, xanh này kiểu xanh gì nhỉ? Xanh mạ đúng không? Kiểu nhẹ nhẹ nhàng ấy nhỉ? Đấy, màu này là màu be này, màu be nhá. Ba màu đều đẹp luôn và màu đen này. Đẹp lắm ấy, màu nào mặc cũng cực kỳ đẹp luôn. Và nhớ là đủ size SML 40-60 cân mặc vừa. Mặc bộ này thì thật sự luôn, nếu mà có lợn thì cũng là thành thành gọi là chim ri luôn. Nó đẹp luôn, nó gọn siêu hách dáng, siêu gọn dáng. Và đặc biệt luôn là hách chiều cao là đỉnh cao. Mà năm nay là hot dáng suông nhá, đừng có mặc những cái dáng bo làm gì nó quê. Để mua bộ này không? Mua. Mấy màu? Đủ màu luôn. Ôi, đủ màu đi chị, mặc chỉ có không, nó cởi, nó nhẹ quá, nó sướng quá, nó thích quá.